Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tuần mới từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng tuần, tuần mới mở ra cho con giáp tuổi Tỵ với nhiều cơ hội hiếm có. Bạn có thể tranh thủ giai đoạn này để sắp xếp và chuẩn bị mọi việc chu đáo cho các kế hoạch sắp tới. Còn các con giáp khác sẽ đón tuần mới ra sao? Hãy cùng Lịch Ngày Tốt theo dõi ngày sau đây nhé! Tử vi tuần mới tuổi Tý. Hãy thuận theo tình hình tình cảm hiện tại để tìm ra cách ứng xử cho phù hợp nhé người tuổi Tý. Chớ nên tự trách mình quá nhiều, trong khi việc đó chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy bế tắc mà thôi. Sự nhẫn nại chính là chìa khóa cho tuần mới của con giáp tuổi Tý, nhất là trong việc đánh giá mọi người khi bạn đang có phần chủ quan. Khi bạn đủ bình tĩnh và thấu đáo nhìn nhận mọi việc, bạn mới thấy rằng chúng không thực sự như bạn nghĩ ban đầu. Chính ấn hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều để công việc trong tuần được thuận buồm xuôi gió. Vì thế, dù cuối tuần có chút trở ngại, phiền muộn thì cũng không đáng gì. Quan trọng là bạn tập trung vào mục tiêu mà bản thân đã đề ra thì không có gì là khó khăn cả. Tuy nhiên, tháng này có ảnh hưởng của sao Thái Tuế, vì thế bản mệnh làm việc gì cũng nhất định phải cẩn trọng. Nhất là trong những chuyến đi xa, dễ có bất trắc xảy ra, đòi hỏi bạn phải nhanh nhạy trong việc tìm ra cách xử lý tình huống phù hợp. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, tránh bày tỏ ý kiến của mình quá thẳng thừng. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, nắm chắc điểm mạnh của mình mà phát huy. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, không nên chùn bước trước những kẻ muốn làm hại bạn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, hãy lặng yên để xem xét tình hình. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nên hạ thấp cái tôi cá nhân xuống một chút. Tử vi tuần mới tuổi Sửu, có một số điều khiến cho người tuổi Sửu độc thân cảm thấy buồn và trống trải. Hãy gặp gỡ nhóm bạn thân, đặt hẹn ăn uống cùng đồng nghiệp, đi mua sắm hay du lịch. Đừng để bản thân có một giây phút nghĩ ngợi đến những chuyện buồn đã xảy ra. Có thể con giáp tuổi Sửu muốn có kết quả thật nhanh, nhưng hãy bình tĩnh. Đừng bỏ qua những trải nghiệm ý nghĩa của từng cung đường mà bạn đi. Hãy cho mình thời gian để cảm nhận và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Cuối tuần, bản mệnh không thấy vui khi đối mặt với kiếp tai, thế nhưng sự việc có thể sẽ không tệ hơn đi nếu bạn biết ứng xử phù hợp. Vì thế, dù đối mặt với điều gì thì hãy cố gắng bình tĩnh để xử lý vấn đề nhé. Bách Việt chủ đào hoa chỉ hỗ trợ cho những ai đã hiểu tình cảm của lòng mình một cách rõ ràng. Bạn hãy dũng cảm bày tỏ, có thể bạn đang tiến rất gần đến thứ mình chờ đợi bấy lâu. Tuy nhiên, thời gian này không thuận lợi lắm cho các cặp đôi, dễ có sự xuất hiện của những người thứ ba làm đảo lộn cuộc sống của hai người. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, tôn trọng cảm nhận của mình vì chúng khá chính xác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, những khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, có dũng khí thực hiện điều mà bạn muốn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, càng điềm tĩnh bạn càng có lợi thế. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, những tin đồn chỉ mang tính chất thử thách với bạn. Tử vi tuần mới tuổi Dần, những ngày đầu tuần của bản mệnh không được như ý, có một số điều còn khiến bạn muộn phiền, lo lắng. Tuy nhiên, mọi thứ đã được dẹp bỏ vào cuối tuần, đặc biệt là khi có tiền tài che chở mà lại tin vui về tiền bạc, giúp tinh thần của bản mệnh được cải thiện rõ rệt. Với nhiều lý do, mâu thuẫn, trục trặc trong những mối quan hệ tình cảm của người tuổi Dần không thể tháo gỡ hay giải quyết. Đừng nên tự dằn vặt bản thân mà hãy chấp nhận thực tế rằng bạn không thể kiểm soát mọi thứ hoặc cải thiện tình hình. Hãy tìm tới những điều mà bạn yêu, bạn thực sự muốn làm để cải thiện tâm trạng hiện tại. Thiên cầu hung tinh không tốt cho việc bạn theo đuổi tham vọng lúc này. Đôi lúc, bản mệnh cần học cách từ bỏ và thả lỏng bản thân. Bạn rất biết cách tìm kiếm sự cân bằng, nhưng đôi lúc lại cố mà quên đi bản năng này. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, không nên kể chi tiết chuyện của mình cho người khác. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, tìm cách gia tăng kiến thức hơn là hành động. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, nhắc nhở bản thân chỉ nên tập trung. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, đừng để những điều tạm thời ảnh hưởng đến tới toàn bộ cuộc sống của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, chính bạn đã tự tìm ra giải pháp cho mình. Tử vi tuần mới tuổi Mão,
Nếu cảm thấy buồn với những gì đang diễn ra với hiện tại, người tuổi Mão được quyền khóc mỗi khi nghĩ đến và cứ thoải mái về điều đó. Sẽ rất nguy hiểm khi bạn để cho những cảm giác ấy tồn tại và kéo dài. Nó sẽ khiến cho tâm trạng thêm ảm đạm, u ám và kéo theo nhiều hệ lụy về tinh thần. Mọi thứ đến với con giáp tuổi Mão khi bạn ít trông đợi sẽ tốt hơn. Trái ngược với điều đó, nếu bạn trông mong quá nhiều, bạn sẽ rất dễ bị thất vọng và chán nản. Tuần này có vẻ như bản mệnh đối mặt với khá nhiều rắc rối với những vấn đề liên quan tới tiền bạc cũng như mối quan hệ. Ảnh hưởng của kiếp tai nên bạn hay lo lắng và thậm chí còn phát hiện ra một người bạn thân thiết đang tìm cách hại bạn. Sao Thiên Đức hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều nếu bạn đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, trở ngại. Đặc biệt là lúc này bạn có cơ hội phát tài phát lộc dù chính bạn cũng không mong đợi về điều này quá nhiều. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy có những điều bạn không nên biết cụ thể làm gì. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, cảm xúc của bạn rất chân thực. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ có những người cần bước đi để lại cuộc sống hạnh phúc cho bạn. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc dành nhiều thời gian hơn cho chính mình. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, suy nghĩ của bạn khá cụ thể nhưng chưa chắc đã đúng với thực tế. Tử vi tuần mới tuổi Thìn, con giáp tuổi Thìn đừng quá lo lắng về những kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy trong giai đoạn này sẽ giúp bạn khám phá ra những khía cạnh thú vị trong công việc hiện tại. Sẽ có thể những sai sót xảy ra nhưng đó là điều để cảnh báo bạn phải cẩn thận hơn, quan tâm tới chi tiết nhiều hơn. Tận hưởng niềm vui chính tài đưa tới không được bao lâu thì bản mệnh lại vướng vào rắc rối. Bản mệnh nên cẩn trọng nhé vì việc này có thể ảnh hưởng cả đến tiền bạc cũng như mối quan hệ của bạn nữa đây. Bạch hổ hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe của người tuổi Thìn trong thời gian này. Thay vì cố thực hiện thêm dự án mới, theo đuổi mục tiêu cao hơn thì bạn nên dành thời gian chăm sóc bản thân. Bạn đã bỏ bê việc này quá lâu rồi đó, đừng để đổ bệnh thêm nữa rồi mới ước mình có sức khỏe. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa chỉ nên làm điều mà bạn thực sự muốn. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, sự thiếu tự tin sẽ chỉ kìm hãm sự phát triển của bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, tránh những việc mong đợi biển vông. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, cảm giác của sự yên ổn giúp bạn vững tin hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, cảm nhận của bạn sẽ dẫn bạn tới những giới hạn mới. Tử vi tuần mới tuổi Tỵ, tuần mới mở ra cho con giáp tuổi Tỵ với nhiều cơ hội hiếm có. Bạn có thể tranh thủ giai đoạn này để sắp xếp và chuẩn bị mọi việc chu đáo cho các kế hoạch sắp tới. Ngày đầu tuần của bạn mệnh chỉ mới vui được một chút đã bị thương quan ngáng đường và sau đó là một chuỗi rắc rối mà chính bạn cũng không muốn. Thế nhưng, thay vì cứng đầu hay tỏ ra khó chịu, bạn mệnh nên tìm cách cân đối lại cuộc sống, đừng chỉ cho rằng lỗi không thuộc về bạn, tránh tâm lý đổ lỗi. Vận trình tình cảm ổn định và mọi người đều dành cho bạn sự tôn trọng và yêu quý. Do đó, con giáp tuổi Tỵ hãy tranh thủ kết giao với nhiều bạn mới, có thể tìm kiếm cả được tình duyên ưng ý cho mình. Tử vi cát tinh hỗ trợ cho người tuổi Tỵ có thêm những cơ hội tốt để gia tăng tài lộc, phát triển sự nghiệp trong tương lai. Mọi thứ không tự nhiên mà có được như hiện tại, tất cả là nhờ vào việc bạn đã xây dựng từ mối quan hệ cho tới việc cải thiện từng bước nhỏ để cải thiện công việc của mình trong thời gian dài. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa tìm được những cơ hội hay ho, thú vị. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ tình cảm thuận lợi là chỗ dựa tinh thần. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc thể hiện được điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim những khó khăn hiện tại không tác động tới bạn quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy có cuốn sách mà lại giải pháp cho bạn. Tử vi tuần mới tuổi Ngọ, xem tử vi hàng tuần, kỹ năng nhận diện và phân tích của con giáp tuổi Ngọ thực sự ấn tượng bởi vì bạn có thể đọc vị được nhiều điều của ánh mắt và cử chỉ của từng người mà không cần phải nói lời trực tiếp của họ. Đây cũng là ngày để thể bạn thể hiện tính sáng tạo trong hành động và chinh phục những người xung quanh. Niềm vui của bản mệnh tuần này không nhiều và mọi thứ hoàn toàn là do bạn tự tạo ra. Nhất là khi đối mặt với tỷ kiên, bạn có thể thay vì trách cứ thì xem như đó là cơ hội để bạn nhìn thấy bộ mặt thật của một số người đang cố tình tìm cách hại bạn hay đâm sau lưng bạn. Niềm vui đến với đời sống tình cảm của con giáp tuổi Ngọ khi có một số điều bạn cảm nhận rõ ràng rằng chúng thật sự ý nghĩa. Cảm xúc khi đứng trước một nhân vật nào đó mà bạn thầm thương có thể khiến cho bạn không thốt nổi thành lời, bạn lúng túng và xấu hổ.
ảnh hưởng của đại hào chủ về hao tốn tài của nhắc nhở bạn mệnh nên cẩn trọng với tiền bạc. Trong tuần này có nhiều khoản chi phí phát sinh bất ngờ cùng một lúc như tiệc cưới, sinh nhật hay tiệc mừng. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim không nên quá lo lắng khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy nên quan tâm hơn tới vấn đề tài chính. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa phát huy được lợi thế của mình trong công việc. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ được nhiều người ủng hộ tài chính. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc không nên giấu suy nghĩ trong lòng. Tử vi tuần mới tuổi Mùi, tuần mới dự báo người tuổi Mùi chớ vội vàng đưa ra một phán quyết nào đó có thể không giúp cho bạn có được kết quả giống như bạn mong đợi. Thậm chí bạn có thể đưa ra nhận xét đoán sai lầm, không đúng sự thật. Một tuần xen lẫn cả niềm vui và nỗi buồn, nhưng nếu bạn biết tập trung vào những điều tích cực, thì tuần này sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái vì có thời điểm bạn có cả tiền và có các mối quan hệ tốt nữa, bù cho những thời điểm gặp khó khăn và có người muốn chơi xấu bạn. Người tuổi Mùi phải tự biết cách làm mình vui trong thời gian này, đừng đợi ai đó kéo bạn dậy vì họ có những mối bận tâm riêng. Tuy nhiên, bạn không được để bản thân cảm thấy hối tiếc vì chuyện đã qua. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, chúng giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết. Người tuổi Mùi chớ chủ quan khi có dấu hiệu tiêu hao tiền bạc ảnh hưởng bởi tiểu hao. Có thể bạn không lo lắng vì đó là khoản nhỏ thôi, nhưng chính nhiều khoản nhỏ sẽ hình thành lên một khoản lớn, khiến bạn không hiểu vì sao mình hết tiền dù không mua được gì lớn lao cho bản thân. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, tò mò nhiều hơn, bạn sẽ khám phá cuộc sống nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, đừng chỉ nghe người ta nói, hãy tự mình tìm hiểu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, những gì đã qua, hãy cho qua đi nhé. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, chớ nên trông đợi vào một điều kỳ diệu nào đó. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, hãy sống trọn với hiện tại. Tử vi tuần mới tuổi Thân, việc biết mình ở đâu trong mối quan hệ hiện tại cũng rất quan trọng với người tuổi Thân. Có thể người yêu bạn có nhiều khuyết điểm, có nhiều điều không bằng người khác, nhưng đừng lấy họ để áp đặt hình mẫu cho người bạn yêu. Hãy cùng giúp nhau cùng tiến bộ, cải thiện bản thân mới là điều bạn nên làm. Tuần này cũng là lúc con giáp tuổi Thân sẽ phải đối diện với tình huống nào đó mà bản thân không chuẩn bị trước được, dẫn đến thái độ thiếu tự tin khi tìm cách ứng phó. Nếu bạn chưa thực sự sẵn sàng thì hãy cứ lùi bước lại và cho mình thời gian để nghiền ngẫm. Có thể thấy, tuần mới của bản mệnh có nhiều điều thuận lợi hơn hẳn mọi người, nhất là khi thiên tài xuất hiện vào giữa tuần hỗ trợ cho bản mệnh khá nhiều về tình hình tài chính hiện tại. Xuất hiện ngũ quỷ hung tinh dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá, do đó bản thân muốn được yên ổn làm ăn, chăm sóc bản thân cũng như gia đình vẫn là điều khó khăn. Thậm chí có thể sức khỏe của bạn lúc này bị gây hại, công việc dễ vướng vào rắc rối. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, dễ xảy ra tranh cãi về những điều không rõ ràng. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, hãy cẩn trọng với phát ngôn của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, bạn đang tự đánh mất cơ hội của bản thân. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, hãy hiểu rằng không điều gì là không thể xảy ra. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định yêu đương. Tử vi tuần mới tuổi Dậu, Dậu tình buồn phải đối mặt với một số xung đột do tâm trạng không tốt bắt nguồn từ cái tôi vốn có. Cảm xúc chủ quan lấn át lý trí khiến bạn có cái nhìn khá phiến diện về mọi việc. Những lúc này bạn nên cố gắng giữ bình tĩnh và suy nghĩ từ hai phía. Trong tuần này bạn đừng quá bận tâm đến việc người khác sẽ đánh giá thế nào về mình, nhìn nhận kết quả mà bản thân đạt được như thế nào. Khi bạn tự tin vào mình và làm tốt cái gì bạn có thể, mọi người sẽ tự khắc ghi nhận. Niềm vui trong tuần này của con giáp tuổi Dậu khá trọn vẹn, tuy có chút vướng mắc là điều không thể tránh khỏi, nhưng ngày sau đó bạn sẽ tìm lại được cân bằng. Nhất là ngày cuối tuần có thực thần ghé thăm mà lại cho bạn buổi gặp gỡ ăn uống vui vẻ cùng mọi người. Thái âm cát tinh che chở cho tình duyên của mệnh chủ là nữ giới, thêm phần vượng phát, có người đón tin vui cưới xin bầu bí trong thời gian này. Công việc của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện khi nhận được sự chỉ dẫn của những người có nhiều kinh nghiệm. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, khắc phục khó khăn hiện tại giúp bạn mạnh mẽ hơn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, đừng vội cam kết điều bạn không chắc chắn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, không có điều gì đánh bại được bạn cả.
Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc chỉ nên lắng nghe, không nên tranh luận. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim chuyện tình cảm diễn ra khá tốt. Tử vi tuần mới tuổi Tuất, đừng đối xử với chuyện tình cảm của mình như là công việc. Bạn phải cân nhắc hơn trong từng hành động, dù bạn biết rõ rằng đó là điều bạn muốn, bạn cần. Nếu quá nóng vội, xông xáo, bạn sẽ dễ đánh mất những gì đang có. Người tuổi Tuất cũng sẽ đón nhận nhiều thay đổi nhưng theo chiều hướng tích cực trong tuần mới và chúng không hề gây ra sự xáo trộn trong cuộc sống thường ngày của bạn. Để giữ tinh thần luôn lạc quan, tích cực, bản mệnh cũng nên tránh xa một số mối quan hệ không lành mạnh. Trong tuần mới, từ giữa tuần trở đi, con giáp tuổi Tuất càng gặp nhiều khó khăn cùng những điều khó xử. Nhất là khi đối mặt với tương quan thì dự báo là sẽ có những mối họa bạn chưa bao giờ nghĩ tới có thể xảy ra. Thay vì phàn nàn, chê bai thì bạn nên nghĩ cách khôn ngoan nhất có thể để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Tuần này, dự báo là bản mệnh sẽ có thể phải di chuyển thường xuyên. Có người là đi du lịch nhưng chủ yếu là lý do công việc. Thế nhưng đừng ngại ngùng điều gì vì càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch sẽ về càng lớn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, hoàn thành tốt, kế hoạch đã được đề ra. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, nhận được sự tôn trọng của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, không được lơ là cảnh giác, cẩn thận kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, tin rằng sự nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, chuyện tình cảm có nhiều điều không như kỳ vọng. Tử vi tuần mới tuổi Hợi, xem tử vi tuần mới từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2019, vận trình tình cảm của người tuổi Hợi khiến bạn bận tâm quá nhiều. Đừng để bất cứ sự hồ nghi nào làm hỏng một ngày của bạn nhé. Đây là tuần mà bạn cần phải học cách giữ cho mình một tầm nhìn thẳng về tiến bước về phía trước, thay vì để bất cứ những băn khoăn, trăn trở nào khiến cho bạn chùn chân. Tuần mới nhắc nhở con giáp tuổi Hợi chớ nên nhìn nhận mọi việc dưới góc độ cái tôi quá lớn. Bởi vì như thế, bạn sẽ xa lánh mọi người và tự nhiên cảm thấy cô đơn mà thôi. Chớ nên đặt cái tôi cao quá và nên hướng tới mọi người xung quanh. Bạn sẽ thấy mỗi ngày trôi qua vui vẻ và ý nghĩa hơn rất nhiều. Thái dương cát tinh trợ lực cho cả vận trình tình cảm cũng như công việc của bản mệnh. Nhờ đó mà dù bạn có khó khăn gì thì cũng có thể tìm cách tháo gỡ. Vì thế, bạn hãy tự tin vào năng lực cũng như khả năng của mình nhé. Đừng để mọi thứ rối tình lên vì thiếu thông tin. Trong tuần này có nhiều điều kiện hỗ trợ cho bản mệnh, nhất là thời điểm thực thần ghé thăm giúp cho cuộc sống của bản mệnh trở nên nhẹ nhàng hơn và đặc biệt các mối quan hệ khá hài hòa. Vui vẻ như đang tiếp thêm sức mạnh cho bạn để thực hiện những dự định mới. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, đừng nói giá như, muốn làm gì hãy thực hiện ngay. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, cách sống tích cực của bạn giúp bạn có thêm niềm tin. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, lứa đôi rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, đừng để kẻ thứ ba có cơ hội chen chân vào mối quan hệ. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, mở lòng hơn khi giao tiếp với mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.